Quý vị và các bạn thân mến, vào những năm 60-75 của thế kỷ trước, qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng bào cả nước, bộ đội các chiến trường đã từng say mê tiếng đàn bầu của Ngọc Hướng qua giai điệu Việt Nam quê hương tôi hay của Đức Nhuận với những ru con Nam Bộ, Hà Nội, Huế, Sài Gòn vì miền Nam đã như tiếng kèn xung trận nối tình quân dân trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những cung bậc trầm bổng của cây đàn bầu qua tiết mục độc tấu đàn bầu và dàn nhạc với tác phẩm Vì miền Nam, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do nghệ sĩ ưu tú Bùi Lệ Chi và dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn. Chỉ huy nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, mời quý vị cùng thưởng thức.
Oh,